Huấn luyện viên Lan FC cảnh báo đội tuyển nữ Bồ Đào Nha về ba cầu thủ nguy hiểm của Việt Nam. Huấn luyện viên Daniel Pacheco của câu lạc bộ Lan FC đã đưa ra những cảnh báo cho đội tuyển nữ Bồ Đào Nha trước thềm chạm trán đội tuyển Việt Nam của cô học trò Huỳnh Như. Huấn luyện viên Daniel Pacheco đang là thuyền trưởng của Lan FC, đội bóng mà tiền đạo Huỳnh Như thi đấu. Ấn tượng trước màn trình diễn của cô học trò đến từ Việt Nam, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lập tức nhắc nhở đội tuyển Bồ Đào Nha. Đội bóng cũng chưa có điểm nào sau lượt trận mở màn World Cup nữ 2023. Chia sẻ với Flashcore của Bồ Đào Nha, huấn luyện viên Pacheco cho hay đội tuyển nữ Việt Nam rất mạnh ở Đông Nam Á. Tôi tin rằng có rất nhiều người theo dõi họ thi đấu ở World Cup. Họ có thể ở đẳng cấp không cao, nhưng đang tỏ ra mạnh mẽ hơn khi chơi với sơ đồ 5-4-1 và 5-3-2. Nói về màn so tài giữa Bồ Đào Nha vs Việt Nam vào ngày 27 tháng 7 tới, thuyền trưởng của Lan FC đưa ra lời cảnh báo khi đối đầu với đội tuyển nữ Việt Nam. Bồ Đào Nha cần tập trung tối đa, không được để cho họ có niềm tin vào một kết quả tốt. Điều quan trọng là luôn tôn trọng đối thủ và tập trung ở mức độ cao nhất. Nhà cầm quân 43 tuổi này đánh giá cao Huỳnh Như. Bên cạnh đó, ông cũng chỉ ra những nhân tố đáng gờm bên phía đội tuyển nữ Việt Nam. Huỳnh Như là biểu tượng số 1, Tuyết Dung cũng rất ấn tượng. Cô ấy giành quả bóng vàng Việt Nam 2014 và 2018, ghi hơn 50 bàn cho đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, Thanh Nhã là cầu thủ trẻ rất nổi bật với tốc độ vượt xa các cầu thủ còn lại. Tại Lan FC, Như rất hài hước và luôn học hỏi. Cô ấy sớm nhận ra giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha luôn yêu cầu những cầu thủ có chất lượng cao. World Cup sẽ luôn ẩn chứa những điều bất ngờ bởi các đội tuyển như Việt Nam, Bồ Đào Nha luôn tiến bộ rất nhanh. Vào ngày 27 tháng 7 tới, hai đội sẽ bước vào trận đấu thứ hai ở bảng E World Cup 2023. Đây được đánh giá là cơ hội để cả Bồ Đào Nha và Việt Nam hướng tới 3 điểm lịch sử trong lần đầu tham dự một vòng chung kết World Cup nữ.